Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi em, mới lớn lên. Rồi, mời em xin ngồi. Chào mọi người, chào quý khán giả trong trường quay. Em tên là Hoàng Ngọc Phú, năm nay 32 tuổi và em tới từ Lâm Đồng. Em làm công việc gì hả Phú? Em là nhân viên IT và hiện tại đã có một cái tiệm nhỏ nhỏ. À, Phú đến từ Lâm Đồng, rồi Phú làm việc ở Lâm Đồng luôn. Đúng rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào quý vị khán giả và hai anh chị. Em tên là Tươi, em 27 tuổi, em cũng tới từ Lâm Đồng. Hả? Và... trùng hợp quá. Dạ. Tươi, hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với các anh chị em bên nội, bên ngoại và bạn của em ạ. Oh. Cả nhà từ Lâm Đồng xuống luôn hả? À, dạ không, nhà em ở trên này hết rồi anh ơi. Em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À, còn gia đình em, ba mẹ em là ở đâu? Còn ba mẹ em đều ở Lâm Đồng. À, coi như mình xuống đây mình lập nghiệp như này đúng không? Dạ. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là chuyên viên đào tạo của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ. À, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, giờ giới thiệu cho nhau đi. Trùng khớp cái là quê cùng nhau là thấy tiện rồi đó. Điểm mạnh của em rất là năng động. Và thứ hai đó là cực kỳ có trách nhiệm trong cả công việc lẫn đối với gia đình của em. Em rất là ham học hỏi. À, em đã chuẩn bị trước là em có học cả nấu ăn. À. Và em có tham dự một lớp học về guitar. Cô gái này rất là lo xa, rất là chuẩn bị. Hôm nay đến đây là cô ấy có đem theo cái giấy chứng nhận. Chứng nhận là đã tốt nghiệp cái khóa nấu ăn tổng hợp. Cô gái đây là một người phụ nữ đảm đang. Kết quả là 10, giỏi. Đây, đưa qua nhà trai tham khảo. Qua tôi lấy luôn. Họ sẽ chứng nhận luôn. Chứng nhận đàng hoàng. Nè, giấy chứng nhận rõ ràng nha, cho mọi người xem. Đặc biệt đàn trai kiểm tra luôn. Đây, bỏ túi đi về nấu ăn mà. Ê, kiểm tra không ngon á. Bậy bậy cái bằng của người ta đó, bỏ túi hả? Sao được. Không về để photo xoay bằng chính hết á. Dạ. Giữ đi em. À, em cũng rồi, bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em nói về điểm mạnh trước thì em ăn nói rõ ràng, nghe được ạ. Thứ hai là em tác phong làm việc tương đối tốt, rất là tập trung vào công việc. Nhược điểm của em thì em hay quên. Đôi khi mà em đang tập trung làm việc mà điện thoại hay đồ gì em dễ cáu. Bây giờ qua tình trường. Tình trường em sao? À, dạ, em trải qua một mối tình cũng khá là nhanh, trong khoảng 2-3 tháng. Lý do sao chia tay nhanh vậy? Dạ, tại bạn nam quê ở Lâm Đồng chị ơi. Chết rồi. Dạ, em xác định em sẽ lập nghiệp ở trên thành phố Hồ Chí Minh. À, tuy nhiên bạn nam thì có tư tưởng khác em. Sau đó là tụi em kết thúc. Vậy thôi là tình yêu chưa đủ lớn, gặp người chưa đúng gu. Dạ. Sau câu chuyện đó thì em thế nào? Em nghĩ nó là một cái vấn đề khó khăn đó. Nhưng mà nếu mà mình đến với nhau mà mình tìm hiểu được có lối sống chung thì ở đâu nó không phải là vấn đề nữa. Rồi, được. Tình trường của bạn trai thì sao? Dạ, em thì có 3 mối tình rồi chị. À, em chia tay cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Thời điểm đó thì cũng có ý định tiến tới với nhau. Nhưng mà do hai cái lối suy nghĩ là nó không có không đi cùng đường. Vậy là em không có cái cảm giác mà tin tưởng về phía cô bạn gái. Nên là quen nhau được thêm 3 tháng nữa thì bọn em chia tay luôn. Về cái hình mẫu lý tưởng về bạn gái của em thì em nhỏ người nên em muốn tìm một cái cô gái nào nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Không cần thiết phải quá là đẹp hoặc là cao ráo. Muốn tìm người nhỏ con chút xíu ha, để mình có thể che chở ha. Còn về độ tuổi thì gia đình em có tham khảo đâu đó là độ tuổi 91 đến 94 là rất là hợp với em. Bên kia 9 mấy em? Dạ 91 anh ơi. Rồi được luôn. Là hợp lắm luôn. Hợp rồi. Rồi em gái. À, mình có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ thứ nhất là về ngoại hình thì em mong rằng ánh không có bị hồ. À, thứ hai đó là xung quanh 1m68. Bạn trai có hô không? Dạ hô em không có đó. Cao được nhiêu em? Em có 1m63 thôi. Được không em? Dạ em tình nguyện không đi bút. Đúng rồi, bạn kia có thể mang giày độn lên được vài phân mà. Không sao, tiếp tục. Còn gì nữa không? Sống có trách nhiệm và tôi sống lành mạnh. Được rồi em trai. Anh ơi đừng có hút thuốc nha anh. Em thì dính vào cái gọi là hút thuốc. Còn lối sống của em thì cũng khá lành mạnh. Có một chút hút thuốc, hút nhiều không? Dạ cũng không nhiều. Không nhiều. Chàng trai có vẻ hơi rụt rè, nói nhỏ không quá. Không rụt rè đâu. Vì không nghe rõ luôn á. Anh này rất bận lắm chứ không rụt rè đâu. Hơi run đó. Cái vấn đề mà bạn gái nói là cái vấn đề mà ở Lâm Đồng đó. Tự nhiên dạ. Cái bị mất điểm vậy đó em thấy thì sao? Dạ không, em thấy cũng bình thường mà bình chị thường. Tại vì trước em cũng quen. Các cô gái thì cũng hầu hết ở Hồ Chí Minh. Em hay lấy hàng thì khoảng tháng 2 tháng em xuống thường xuyên. Em nghĩ cái đấy nó không phải là cái cản trở duy nhất đâu.
Bao nhiêu lâu thì em sẽ tính tới hôn nhân được? Em thì trong năm là em nghĩ là tuyệt vời nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Gần như là sẵn sàng. Nhưng có khi nào em nghĩ là em sẽ đi xa khỏi Lâm Đồng để lập nghiệp không? Trong cái suy nghĩ của em có bao giờ em nghĩ tới điều đó chưa? Em thì trước đây em cũng đã có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn. Nhưng sau một thời gian thì vài cái yếu tố khác nên em sẽ về nhà. Còn em nghĩ là lập nghiệp ở đâu cũng được cả. Em không quá quan trọng vấn đề đấy. Nhưng mà chủ yếu là mình lo được cho người nhà, cho bố mẹ em. Bởi vì em thì con út trong gia đình. Mình có phải làm dâu hay là gì không em? Thấy... Dạ thì bố mẹ em thì cũng khá là dễ tính. Làm dâu thì tuyệt vời nhất. Còn không được thì hai đứa ở riêng vẫn ok. Rồi, một chút xíu nữa mình sẽ bàn luận kỹ hơn nha. Em cũng nghe bạn Nam chia sẻ rồi chứ gì. Dạ. Chị thấy là về ngoại hình mọi thứ thì thấy là hợp rồi đó. Chỉ còn lăng tăng ở cái chỗ mà cái công việc, cái lập nghiệp thì hai em sẽ trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Anh sẽ qua hỏi thăm cô gái này chút xíu. Chào em gái xinh đẹp. Dạ, chào anh. Anh nghĩ thế này nè. Nếu như mà anh này anh phát triển nghề nghiệp trên đó, anh có một chuỗi cửa hàng như vậy luôn, thì điều kiện quá tốt. Mình cũng đâu có ngại gì mình trở về thành phố quê hương của mình sống. Dạ, nếu anh có một chuỗi cửa hàng thì cứ may nào đó anh có một cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh không anh? Nếu có một chuỗi thì chắc chắn là phải có ở Hồ Chí Minh rồi. Dạ, tức là nếu mình phát triển được một chuỗi thì mình sẽ có một cái ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Em muốn hỏi tươi một xíu là tại sao là cứ phải là thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Dạ, có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là em cũng đi học và đi làm được hơn 10 năm và em cũng thích cuộc sống ở đây. Thứ hai nữa đó là các anh chị em của em đều hướng sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói tóm lại thế này, mình cũng đừng có xác định bằng mọi giá mình phải ở nơi đây. Ở đâu cũng vậy trơn, ở đâu mà có tình yêu thương, ở đâu có sự nghiệp thì không quan trọng. Nơi đó chính là quê hương của mình. Mỗi người chịu khó thay đổi chút xíu thôi, chứ không phải là bắt buộc ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc ở Lâm Đồng. Nói vậy để chúng ta có giải tỏa cái chuyện cút mắt giữa hai đừng bạn bây giờ. Đừng quá căng thẳng về những vấn đề đó. Đừng căng thẳng về vấn đề đó. Dạ, vậy có lẽ cái này nên để em với bạn xem ai thuyết phục nhau như thế nào. Và chúng ta sẽ có thảo luận và đi đến quyết định sau. Em này cũng cá tính lắm nè. Cá tính lắm, cũng quyết đoán lắm. Thôi, được rồi, em gái rất là xinh xắn. Bây giờ nói thêm ý kiến người thân đi nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, như em có trao đổi là em có các anh chị em bên nội, các anh chị em bên ngoại và bạn bè của em ạ. Cho chị gặp người bên nhà gái đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, gia đình nhà bạn Nam và quý vị khán giả ngày hôm nay ạ. Em tên là Mỹ, em là chị gái của Tươi. Thì thực ra là hai chị em cùng tham gia chương trình nhưng mà duyên của em gái em tới trước cho nên bạn ấy có mặt ngày hôm nay. Là em cũng đăng ký tham gia luôn đó hả? Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về em gái em. Thì bạn ấy là một người phụ nữ khá là hiện đại ạ. Ở gia đình thì bạn ấy cũng là một người rất có trách nhiệm. Thì thực ra là do khi mà kể từ khi em đi làm hay đi công tác thì bạn ấy hầu như là người quản xuyến tất cả các công việc của gia đình. Còn về nhận xét về bạn Nam thì em thấy bạn Nam khá là thú vị ạ. Và bạn ấy cũng có cái tư tưởng rõ ràng, có công việc ổn định. Tức là bạn ấy có chí tiến thủ thì điều này rất là tốt ạ. Em mong muốn là em gái em bấm nút ạ. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em, bạn thân và các anh chị. Cả nhà từ Lâm Đồng vào luôn ha. Rồi, chơi gặp mẹ, chào cô. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Chào gia đình bạn gái cùng toàn thể các khán giả trong trường quay. Trước tiên là gia đình cô xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình cô được có điều kiện và gặp gỡ ngày hôm nay. Phú là con trai độc nhất trong nhà. Nhà có hai chị em thôi. Và nhà cô ở Hoàn Ninh, Di Linh, Lâm Đồng. Thì ở đây thì nói về Phú thì là cô cũng mong là có con dâu lâu lắm rồi. Phú ơi, mẹ thấy cô gái này thì cũng cá tính, nhìn thì cũng dễ thương, lanh lẹ, hoạt bát. Nếu như theo mẹ thì con cũng bấm nút được. Tuy nhiên thì như bạn gái thì muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là con trai một, nhưng mà nếu về tình yêu của hai con mà chấp nhận được thì cô cũng sẽ sẵn sàng. Mong rằng con sẽ thôi thì cũng là muốn nói rất nhiều nhưng thôi nhường lại quyền cho con. Xin hỏi đàn gái chút xíu, hồi nãy đàn trai phát biểu đàn gái lên hoài luôn. Sao vậy? Lý do sao vậy nha? Con chào cô ạ. Thì thực ra nhà con ở Hòa Nam thì nhà cô ở Hòa Ninh, con nghĩ Hòa là Nam chắc cách nhau chỉ có khoảng 10 cây số. Chưa, khoảng chục cây thôi. Vậy thì cũng rất là trùng lập thôi. Ngày xưa chồng cô làm hiệu trưởng ở Hòa Nam. Làm hiệu trưởng cấp 2 á, thầy Bính.
Lại ôi nữa hả? Người bạn quen rồi, người quen rồi. Cần rất là nhiều phải không ạ? Học hay luôn hả? Chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Thực ra là thầy Bính là cái năm đấy bọn con học là thầy Bính là hiệu trưởng của bọn con. Và bọn con biết thầy Bính và thầy Bính cũng biết bọn con luôn ạ. Trời ơi, hay quá. Phải nói nãy giờ mình trùng hợp rất là nhiều thứ ha. Phải nói là duyên đó. Hình như ở rất gần với nhau, thậm chí là chung trường với nhau, mà bây giờ mới gặp nhau ở đây, mới biết nhau ở đây. Đó, cái duyên có thể nói là khó bao giờ có lắm. Chúng ta cho một tràng pháo tay cái duyên đó đầu tiên đó quý vị. Còn bây giờ để xem hai bạn ấy duyên như thế nào nha. Kéo màn. Xin chào, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có quà tặng anh mà tuy nhiên em không nghĩ là anh tới quê Lâm Đồng. Mang cà phê đúng không? Dạ, đây là cà phê Răng Xay thương hiệu Lâm Đồng. Dạ, cảm ơn anh. Quá. Cái này đi em, cái này luôn đi rồi mình nói chuyện sau. Nãy giờ cảm xúc nhiều lắm. Âm nhạc lên cho nó tăng lên cái cảm xúc lúc này. Em xin phép đàn một khúc nhỏ của bài Cơn Mưa và Giọt Nước Mắt. Em xuống đây là bao nhiêu lâu rồi? Em xuống đây bắt đầu từ năm 2009. 2009 là năm anh đi về đúng không? Năm em đến là năm em đi. Đúng rồi. Có khi là, ủa mà sao ở Hà Nam là khu vực nào mà anh là anh hay đi sửa dạo lắm. Anh ơi, có chừng nào anh sửa wifi nhà em không ạ? Cũng có thể đó. Em thấy anh thế nào? Dạ, thứ nhất điểm cộng đầu tiên đó là mình cùng quê. Thứ hai đó là ấn tượng đầu tiên là rất là chân thật và có thể tin tưởng được. Ok, thì anh thật mà. Ngoại trừ công việc thì anh có mối quan tâm nào khác, ví dụ như các chương trình từ thiện hay là tham gia học một môn ngôn ngữ hay là môn thể thao, có không anh? Cái đấy thì trước anh có, bây giờ thì thứ nhất là tiện anh mới làm, công việc của anh nó tương đối là nó giết thời gian nên là anh không có tham gia được. Còn trước đây thì anh cũng đã từng tham gia rất là nhiều. Em có hay đi đúng không? Dạ, em cũng có tham gia một vài chương trình từ thiện. Và em thích học, thích chơi thể thao. Em có học bơi lội. Và em cũng thích là có chơi được một môn nhạc cụ nào đó. Rất là vui vẻ trong cuộc sống. Anh thì cũng đang tập. Anh tập gì ạ? Anh tập guitar. Bây giờ chúng ta chỉ còn 30 giây nữa. Các bạn hãy kiểm chứng lại từ nãy giờ tất cả mọi điều đang đến thế nào. Thực sự đây có phải là một đối tượng để mình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân hay không? Xin mời hai bạn. Cô gái này thì rất là dễ thương, bản lĩnh thì có thừa, nên là có khả năng mình sẽ xung đột với nhau hơi nhiều. Nhưng anh nghĩ cái xung đột đó trong tầm kiểm soát được. Và anh rất mong mình có một cơ hội để đi được đến cuối con đường với em. Rồi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Giấy tốt nghiệp vẫn còn. Gửi cho đó, rút về hai người xem. Rồi, hình ảnh bây giờ đang rất là đẹp rồi đó, đang cười tươi, rất là xinh nè. Mình đúng rồi, mình sẽ thể hiện cái cách nói chuyện của mình giùm em ha. Bên em cũng sẽ có quay một cái đoạn clip, cho nên khi mà mình chia sẻ thì mình cứ tự tin, mình trao đổi nó thẳng thắn, chân thật giùm em nha. Dạ, ở dạ, trong chị. Này thì chỉ có ekip của chương trình thôi, chị thấy dạ. Có thể nhiều người nhưng mà là không có người ngoài đâu chị nha. Rồi, dạ. Bây giờ đầu tiên em mời chị giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Chị tên là Mai Trần Thục Trinh, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện nay là làm IT của ngân hàng. Dạ. Rồi. Chị, gia đình ở đây là chị đang sống cùng với ba mẹ luôn hay sao ạ? Chị sống với mẹ với lại em gái. Dạ. Rồi, chị nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị nha. Điểm mạnh của chị thì vui vẻ, hòa đồng với lại hay cười. Điểm yếu của chị là hay quên.
Thường đó là quên điện thoại ở nhà là thường xuyên luôn. Đi làm mà quên điện thoại ở nhà đúng rồi, đi làm mà quên điện thoại ở nhà, nhưng mà sau này cũng cố gắng khắc phục rồi, nhưng mà cũng còn hay quên. Còn vậy là chị không có bị điện thoại làm cho bị ghiền? Không không không, chị không có nghiện điện thoại lắm. Rồi gì nó không có xấu gì nữa không, khó tính đồ gì không chị? Khó tính hả? Không, chị thấy thì chị cũng dễ tính lắm chứ không có khó tính gì đâu. Dạ. Còn về đường tình duyên á thì ra cũng hơi lận đận chút. Hồi mà đi học năm 18 tuổi cho đến năm 32 tuổi á, cũng có quen. Rồi 32 tuổi đến 38 tuổi thì cũng có quen. Nhưng mà hai anh đó cùng một cái điểm chung á, là thích sở thích chúng mình là thích nam. Giờ đó là cuối cùng là vậy là được hai mối tình. Tính ra cũng không có mối tình nào đâu, hai bạn đó cũng đi ăn đi chơi rồi đi nói chuyện này nọ thôi, cũng chưa gọi là tình gì. Rồi mà sao chị biết cuối cùng là mấy anh đó là thích thích nam? Thì cuối cùng chị có hỏi khi nào thì cưới. Thì sao? Thì thôi. Anh không thể nào anh cưới được, anh mất sự nghiệp gì này nọ tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng thì cũng nói thiệt. Vậy rồi vậy nếu vậy thì họ quen với chị làm gì? Nếu họ thích nam thì họ quen với chị. Chị cũng không biết luôn á, đi quan tâm chăm sóc rồi nói chung là rất là gọi là tận tình á. Thì ai cũng tưởng người yêu chị không à, nhưng mà rốt cuộc là không phải. Vậy là chắc mấy người đó cũng muốn chọn chị làm chồng á, coi chừng chị có mạnh mẽ quá không? Không, chị sao mạnh mẽ được, không mạnh mẽ được đâu. Chị thích nam mà. Chị nữ nhưng mà làm có cá tính thì có, chứ không mạnh mẽ thì chắc không đâu. Cũng hay khóc lắm, mít ướt lắm. Ok chị, rồi vậy là chưa kết hôn lần nào hả chị ha? Đúng rồi. Mình sinh năm bao nhiêu chị? 84. Dạ. Rồi coi như là bây giờ gia đình có hối gì chưa? Trời, hối lắm. Nói mẹ cứ mẹ coi chương trình nè, coi thường xuyên luôn á. Nói đăng ký đi chứ ế quá. Nhưng mà mẹ chị về người thân không có lý do làm sao mà chị ế mà giống như chị mà có hai mối tình à? Thì có ai làm mai đồ không? Thì không, không không ai làm mai luôn á, thiệt luôn á. Tại vì họ nghĩ là mình cũng có người yêu rồi hay là gì đó, tại thấy cũng vui vẻ gì đó, không có gì buồn phiền hết. Rồi, ok. Với lại mình cũng cũng bận việc á, cũng ít tiếp xúc với mọi người. Vậy bây giờ đi thì mình chia sẻ giùm em cái mẫu bạn trai chị thích như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Ngoại hình á, ngoại hình thì cao 1m7 là được rồi, cao trên 1m7, nghề nghiệp ổn định. Rồi tuổi tác thì mình cũng không có quan nhỏ trọng lắm. Được không? Không quan trọng như nhỏ hơn chị được không? Chững chạc là được. Rồi. Nhỏ hơn chị bao nhiêu? Tối đa nhiêu được được nè, miễn chứng chạc được nhỏ hơn 10 tuổi được không? 10 tuổi không biết có cứng chứng chạc không nữa. Thì gặp biết gì đâu. Thì gặp biết. Thôi nói chung là hỏi em hỏi thật đó, nhiều khi có những người gu của người ta nữa, cho nên chị đừng có nói người ta thì chị ok được hay không thôi à. Chị thì thật ra là chị không có kén, nhưng mà chị chỉ sợ là bên người ta không có chấp nhận thôi. Mình cũng đi. Nhưng mà chị trời dễ vậy luôn mà không có ai hết trơn vậy. Trời ơi. Rồi. Có gì nữa không chị? Rồi cái anh đó về quê ở đâu nè? Chị có không thích nghề gì không? Không, chị thì miễn là nghề nghiệp ổn định là được rồi, nghề gì cũng là nghề mà. Rồi. Đừng có lái xe thôi. Không thích nghề lái xe. Rồi. Rồi làm dâu được không? Chị theo chồng được không? Trời, chị thích lắm á.
Thích làm dâu hay là thích theo chồng? Thích làm dâu, nhưng mà nếu như mà bạn đó có điều kiện ở đây cũng được, bình thường, không có gì. Chị dễ mà, nhưng mà chị thích làm dâu. Về quê được không chị? Về quê thì chắc không, chị dân thành phố lớn lên, nhỏ lớn mà. Rồi, ok. Rồi chị có ca hát gì được không? Không, ca thì hồi đó có ca, mà giờ thấy, thấy ca dở quá, nó không ca nữa. Càng ngày sao càng thôi rồi ok chị được chọn á, thì chương trình liên lạc lại rồi mình sẽ có người liên hệ với chị trao đổi thêm nha. Rồi, cảm ơn rồi đó. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn chương trình.